Xin chào bà con và các bạn. Thưa bà con và các bạn, ớt xuất khẩu đang trở thành một loại cây rất là dần dần được quen thuộc với nông dân, tại vì nó mang lại cái hiệu quả kinh tế rất là cao, và cái kỹ thuật trồng của nó thì cũng không khó lắm. Nên là hôm nay tôi làm video này để tôi chia sẻ với các bạn về cái kỹ thuật trồng cây ớt xuất khẩu. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Đây là cái ớt xuất khẩu các bạn ạ. Đây là diện tích nhà tôi trồng. Năm nay tôi sẽ dự định là mình sẽ trồng trong cái diện tích là khoảng 2 sào. Đây là ớt mà chúng tôi đã trồng được khoảng 4 ngày các bạn ạ. Mà hiện tại thì ớt đã bắt đầu biến, cây đã bắt đầu biến. Trước khi trồng mới thì mình muốn lưu ý với các bạn cần nắm những cái đặc điểm sau. Thứ nhất là về đất. Về đất thì chúng ta nên trước khi trồng chúng ta nên xử lý, làm đất một thời gian, chờ một thời gian để cho đất được tơi xốp bạn ạ. Tại vì cây ớt nếu mà chúng ta trồng ở những cái loại đất được tơi xốp nó sẽ phát triển nhanh và nó nhiều quả hơn là những cái khu đất mà nó không được tơi xốp. Về cách xử lý đất trồng ớt thì chúng ta có thể là chúng ta giải phóng mặt bằng, sau đó chúng ta phải vôi các bạn ạ, phải vôi và vải một lớp trấu lên trên, nó sẽ vừa giúp cho đất được khử trùng mà thứ hai là sẽ giữ được cái độ ẩm cho đất. Và chúng ta trồng mật độ cũng vừa phải, các bạn cũng không không nên trồng quá dày, sau này nó sẽ ảnh hưởng đến cái năng suất của quả. Mà cũng không nên quá xưa nữa thì mình sẽ lãng phí cái diện tích. Tôi sẽ chú ý là khi chúng ta trồng thì chúng ta cũng nên chọn những cái hôm mà thời tiết mát mẻ, cũng không được mưa bạn ạ. Tại vì nếu mà mưa thì cây nó cũng không lên được. Thứ hai là nếu mà nắng quá thì nó cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của cây. Chúng ta phải rất là có nhiều công để mà tưới. Nên là chúng ta phải chọn những cái hôm mà thời tiết mát mẻ như các bạn. Nó sẽ rất là phát triển rất là nhanh. Về giống giống cây này thì mình cũng chủ yếu là mình ươm giống các bạn ở đây. Đây là khu giống ớt. Khu gì mình ươm giống các bạn. Chúng ta việc kỹ thuật ươm thì chúng ta cũng ươm như thế là mình vải hạt cải thôi, nó cũng rất là đơn giản thôi các bạn ạ. Và về về phân bón thì trước khi trồng chúng ta nên bón một ít lần các bạn ạ, chúng ta không nên lót đạm, hoặc là chúng ta có thể lót bằng NPK. Và thời gian sinh trưởng của ớt là khoảng từ 2 tháng rưỡi 3 tháng là có thể thu hoạch được bạn. Hiện nay thì ở khu vực ở nông thôn mình đã sử dụng cây ớt để canh tác rất là nhiều, thay thế cho những cái khu diện tích trồng lúa mà vẫn không có mang lại cái hiệu quả. Thì mình thấy việc trồng cây ớt nó sẽ mang lại cái hiệu quả kinh tế cao hơn, giúp được người nông dân đã vất vả hơn.